Nhà nhà của tôi mà, tôi đâu có lộn nhà. Cậu mở khẩu trang ra đi, cậu là ai vậy? Bà quen cái này không? Con dao. Cậu là cướp. Cướp. Tại cướp. Đằng sau. Quay. Quay. Cướp. Nín. Bà mà mở miệng la thêm một tiếng nào nữa tôi sẽ cắt cổ bà. Bà làm cái gì vậy? Tôi la vậy cho đỡ sợ thôi, chứ tôi đâu có la lên tiếng đâu. La cái kiểu này tới mai cô không ai nghe đâu mà. Con nghe nè. Má. Cứu má. Cứu. Cứu. Anh mà bước tới một bước nữa tôi sẽ đâm anh chết. Dạ. Em đứng tại chỗ. Em đứng tại chỗ. Đứng im tại chỗ. Em đúng không nhúc nhích gì luôn. Tiền đâu? Đưa đây. Tiền tôi để trong cái xác xe lậu á. Cái xác ở trên bao nhiêu năm mà má có xài đâu. Tiền của má em á bỏ trong túi kìa anh. À này hả bà. Túi nào? Dạ hình như là bên đây hay bên đây. Thường thường là má thuận tay phải là túi phải. Đúng vậy. Bà mà nhúng nhích tôi đâm bà bây giờ. Dạ. Bà làm cái gì vậy? Tự nhổ. Bây giờ bà tự đưa hay là muốn tôi lấy? Tự nhanh lên. Tự tôi đưa. Hết rồi đó. Sao hả? Trời ơi đừng mà nhổ quá mà đi này không còn đồng bạc nữa nè. Còn đằng sau? Không còn mà. Không còn luôn không? Giờ con có mạng tôi nè. Muốn cờ tôi hiến dân thân xác tôi cho nè. Bà nói sao vậy hả? Cái mạng mà hiến dân thân xác nhìn thấy ghê à. Thôi không nói nhiều với hai người nữa. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Xin chào thân ái mà hẹn gặp lại. Anh ơi mẹ con phải vợ chồng. Vợ chồng của bà nội mày. Còn thân ái gặp lại nữa. Thiệt. Má có sao không? À cha. Má sợ quá con ơi. Nếu mà con không về kịp thời dám nó đâm cho má một cái rồi. Thôi ơi, má thề là để cho đâm chứ không giờ để mua tiền ra. Nhưng mà con cũng vậy nữa. Con nghĩ làm sao vậy? Má lại nói là má không có tiền rồi. Tự nhiên con khai để tiền trong túi quần chi. Nó lấy của má thề kiểu chính rồi con thấy chưa? Má ơi, má phải hiểu tâm lý của ăn cướp chứ. Ăn cướp mà vô nhà mục đích đó là chỉ lấy tiền thôi. Tiền á mình có kiếm được. Còn bây giờ má nghĩ coi nếu mà nó làm bậy một cái mạng sống sao kiếm được. Trời ơi, con đâu muốn con mồ côi đâu má. Trong cái xui thì có cái may, mà trong có cái may có cái xui, mà má cảm giác là má có xui nhiều hơn đó. Ủa là sao má? Thì đó. Má đi coi thầy. Thầy nói hả là cái nhà của mình này nha, là đang có bị ám khí. Má đâu có tin đâu. Mà má thấy là má xui thiệt á. Má có hỏi thầy là tại sao má xui. Thì thầy mới sủ quẻ. Thầy nói là có một cái dông nữ xuất hiện, cho nên cái căn nhà này càng ngày càng bị xui. Má nghĩ đi, nghĩ lại cái dông nữ là ai. Là má. Thì không phải rồi. Tại là má là chủ nhân căn nhà này mà. Cho nên cái dòng nữ chỉ là con Nga thôi. Từ ngày mà con quen con Nga hả, má mới xui đủ thứ vậy đó. Má ơi, Nga có liên quan cái xui của gia đình mình. Má đi coi bói là coi ông chính lé đầu sớm mình đúng không? Đúng không? Má hay quá. Ổng cái nhà mình á, cái gì mà ổng không biết. Ổng nói là tao nói ổng đánh tâm lý má đó. Con tin hả? Không tin đâu. Bói toán gì, thời buổi gì mà bói toán cái gì. Đúng rồi, nè. Bây giờ con nói là ông chính lé là quen con má phải không? Dạ đúng rồi. Vậy má tìm người lạ. Má gì má có kiếm gì vậy? Đây rồi. Cái điện thoại mà nó còn không biết lấy nữa. Đây nè. Bây giờ ha. Cái điện thoại nha. Dạ. Má tìm thầy bói ngẫu nhiên trong cái Facebook này thôi nha. Có nghĩa là hoàn toàn là má không quen biết nha. Thầy bói online hả? Thầy bói online mà đây nè, để má sợ cái chữ thầy bói đã. Quá trời kìa má. Đây nè, thầy pháp này lượng lai khủng khiếp luôn. Trời ơi. Lên. Cái gì vậy? Đang đi ngoài đường cũng không yên mà nữ nữa. Nói có chuyện gì? Không cần nói, nữ không cần phải mở miệng. Ta đã biết trước chuyện gì đã xảy ra cho nữ. Nhà nữ đang bị ám khí bao trùm trong căn nhà của nữ. Thầy, nãy giờ là tôi chỉ tới chuyện với thầy trong Facebook thôi nha. Là mặt đối mặt với nhau, thầy chỉ nhìn mặt tôi thôi. Tại sao thầy biết nhà tôi có ám khí? Tôi đã nhìn thấy mới dưới gương mặt của nữ có một khe hở. Và đằng sau cái khe hở đó là một vách tường. Vách tường đó đang hiện lên một màu sắc đen tối, thể hiện cho sự ám khí đang bao trùm căn nhà của nữ.
âm khí cái gì mà âm khí? Cái mặt ông bị âm khí á. Ông nghĩ sao? Mà hả? Âm khí mà nhìn thấy xàm. Quỷ. Dạ không phải quỷ đó thầy, là con trai của tôi đó, nó đẹp trai lắm đó thầy. Thì đúng, con trai của nữ đẹp, nhưng tiếc rằng đã bị giông nữ ám cho nên thành giống quỷ, cho nên ta cũng nhìn là giống quỷ. Và cái chuyện này không ai khác chính là lỗi của con trai nữ. Ở không thì không muốn, tự nhiên rước cái giông nữ ngoài đường nhà làm cái gì? Mà chính tại cái chuyện đó cho nên là cái nhà của nữ tỏa bị ấm khí bao quanh. Ông nín đi. Thầy gì mà xăm. Nó bậy nữa bà. Định hạ giật tiền của má tôi hả? Đừng có mơ, tôi không bao giờ tin tưởng đâu. Được, ta sẽ không nói chuyện ám khí. Cái phạm trù trù tượng này quá con sẽ không hiểu. Ta sẽ nói chuyện mà thực tế đây. Nhà của nữ vừa mới bị cướp đúng không? Trời ơi, ném mất điện thoại rồi. Dạ đúng rồi, sao thầy biết hay quá vậy thầy? Trời ơi, thầy ơi, thầy kìa chưa? Thầy nói đúng hay chưa? Đó, mới xảy ra tức thì mà thầy nói được mà. Thầy ơi, nhà tôi bị ám khí vậy có phải là bị con ma nữ phải không? Mà con ma nữ đó tên là Nga. Nó vào trong nhà tôi mới xui phải không? Bây giờ tôi đuổi con ma nữ ra khỏi nhà là nhà tôi hết xui đúng không thầy? Thôi, ta thăng đây. Ta không thể tiết lộ thêm thiên cơ được nữa. Dạ. Trời ơi, con tính chưa? Hay quá má ơi. Từ trước tới giờ con không tin bói toán, nhưng cái điều này không tin là không được rồi. Ngày hôm nay anh đến đây là muốn nói với em một chuyện rất vui và hài hước. Chuyện vui hả? Ừ. Nói đi anh, nói đi anh. Mình chia tay đi. Chia tay đi em. Anh cứ rảnh quá không? Má nói á, từ ngày mà em xuất hiện á, nhà anh xui lắm. Cái gì? Cái gì xui? Bây giờ em vẫn không tin đúng không? Không. Ăn cướp vô nhà anh. Hả? Vô cướp đồ nhà anh. Rồi má anh với thằng cướp giằng co qua, giằng co lại, giằng co qua, giằng co lại. Thằng cướp bỏ chạy. Nhà anh mất đúng 2.9 triệu đúng không? Ủa sao em biết hay vậy? Bây giờ anh dẫn em về nhà đi. Em sẽ hóa giải hết phong thủy cho nhà anh. Được không? Được. Má. Sao? Con dạ. Dạ con chào bác. Cái gì vậy Hùng hả? Dạ. Con nói là con chia tay con nghe. Mà bây giờ con dẫn nó về căn nhà này làm gì? Chọc tức má hả? Vừa thấy mặt nó, má muốn lên tăng xong rồi. Má lên tăng xong là má xỉu. Xỉu. Em thấy chưa? Mỗi lần em xuất hiện á là má anh gặp xui à. Gặp em á, má anh lên tăng xong luôn rồi kìa. Để em. Má ơi. Ba ơi. Ba. Má. Chăn gà. Làm cái gì vậy? Làm cái gì má chồng tương lai của tôi vậy? Đánh thấy chưa? Má tỉnh này. Cô thấy chưa? Cô vô trong nhà tôi là xui xẻo quá. Thôi cô đi về giùm cái đi. Con đã nói với anh Hùng rồi là hôm nay con sẽ tới để chỉnh phong thủy nhà ảnh. Má yên tâm đi, con biết một chút về phong thủy. Con tin là chỉ trong một khắc thôi, con sẽ tìm ra được nơi nào là nơi gây ra những nguyên nhân đó. Đây, chắc chắn là nó. Chắc chắn. Cái gì vậy? Sao? Cái gì vậy? Cô có biết đây là cái phong thủy của tôi không? Tại sao cô phá vậy hả? Thầy bối đã nói rồi nha. Thầy đã nói là cái nhà này bị ám khí nè, cho nên á là phải để bức tranh xéo như vậy á thì mới cân bằng được. Trời ơi, tự nhiên lấy leo lên để lại à? Phá được không à? Đó, đây nè. Bác gì mà bác, đây nè. Phải để như vậy nè. Còn mấy người muốn ngắm gì? Quá dễ đi nè. Nè, tranh xéo nè. Mình nghiêng theo tranh. Đó, muốn ngắm nè. Đó, thấy không? Thấy ngựa cổ ngửa cổ không? Đó, ngửa cổ làm gì? Nó ngắm mặt tranh. Đó, thấy chưa? Đó, nó ngắm mặt tranh. Nhưng mình ngắm nó nè. Ui da. Trời ơi. Má chồng tương lai. Má sao má? Má có sao không vậy má? Trời ơi, sao kỳ cục vậy hả? Cái bức tranh này cả tuần lễ nay tôi treo xéo vậy đó, ngày nào tôi cũng ngó nghiêng vậy đó, mà tôi không té. Bữa nay là sự xuất hiện của cô, tôi ngó nghiêng, cô té là tại sao? Cô thấy chưa? Cô thấy cô chỉ đem cái xui xẻo nhà tôi, cô thấy chưa? Thôi đi về đi, đi về tôi đi. Đi về đi, còn đứng đây nữa làm gì? Đi về đi, còn đứng đây nữa làm gì? Dạ, bác đã nói như vậy rồi, chắc con xin phép con về. Con xin gửi lại bác 2.9 triệu. Trời, thấy nó kẹo không, trầm giò không, còn 100 nữa 3 triệu không đưa, đưa 2.9 triệu. Ủa, đưa tôi chi, tôi đâu cần tiền ha. Đây không phải là tiền của con,
mà là tiền của bác đó. Tiền của tôi? Hả? Tôi đâu rảnh tôi cho cô tiền. Dạ, bác đâu có cho con. Bác cho người khác. 2.9 triệu. 2.9 triệu? Không lẽ là cái vụ cướp hồi sáng này? Cô gặp ăn cướp à hả? Dạ, cũng vô tình thôi. Sáng nay con có ý định tới nhà mình để chơi với anh Hùng. Thì con thấy có một người có những hành động rất lạ trước cửa nhà. Nhà cụ nữ vừa mới bị cướp đúng không? Hắn bây giờ đã bị công an bắt rồi. Mà sao bác lại đi mướn hắn vậy bác? Rồi còn để hắn vô nhà của mình nữa. Như vậy thì rất là nguy hiểm. Má, thì ra má là đạo diễn, má tự viết kịch bản, má tự dàn dựng âm thanh ánh sáng của má luôn. Rồi má mướn diễn viên, mà mướn diễn viên chuyên nghiệp xíu. Nghĩ sao mướn diễn viên quần chúng vô vậy? Mệt quá, đừng nói lý sự với tôi nữa. Đi về đi. Nghe không, còn đứng đó nữa. Đi về hết đi. Để tôi với anh Hùng ở lại nhà này thôi. Cô về luôn đi. Hả? Đi đi. Vậy thôi con về. Xin phép con về. Dạ. Con này. Má, tại má không đó? Không phải tại má, mà tại vì tên cướp đó diễn tệ quá.